Kính chào quý vị khán giả. Dự báo từ chiều tối và đêm chủ nhật ngày 5 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa xảy ra tập trung từ chiều tối đến đêm. Đây là một đợt mưa diện rộng, khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12 tháng 6. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, ngập úng ở khu vực trũng thấp. Còn trưa chủ nhật, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ và có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13-17 giờ. Đến Ninh Bình, trưa mai, quý vị cũng cần lưu ý trời nắng nóng, nhiệt cao 36 độ. Nắng nóng sẽ giảm dần vào ngày thứ hai khi mức nhiệt còn 32 độ. Về chiều tối, mưa dông xuất hiện và mưa sẽ kéo dài đến hết thứ ba. Nhờ vậy mà cái nóng cũng dịu đi rất nhiều, cao nhất thứ ba là khoảng 30 độ. Với dự báo như vậy, quý vị hoàn toàn có thể sắp xếp lịch trình tham quan khám phá động Thiên Hà. Đến đây thì du khách sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của các dãy nhũ đá và trải nghiệm ngồi thuyền chiêm ngưỡng đảo Hoa Tiên, bầu sữa mẹ, cá hóa long vô cùng hấp dẫn. Trong khi đó ở Tuy Hòa, 3 ngày tới trời nắng nóng, nhiệt cao 36 độ. Khoảng thời gian nóng nhất là từ 13-17 giờ. Quý vị nên tránh ở lâu ngoài trời thời điểm này để tránh bị say nắng, say nóng. Đến Tuy Hòa không thể bỏ lỡ điểm du lịch Hòn Yến. Tương truyền rằng từ thuở xưa trên đảo Yến có rất nhiều chim yến bay về trú ngụ. Cái tên đảo cũng xuất phát từ đây. Ở Hòn Yến những ngày này khi thủy triều rút ra xa, du khách có thể đi bộ trên bãi đá Lộ Thiên mở ra con đường xuyên biển dài hơn 20 mét nối liền Hòn Yến và Hòn Đụn, một trải nghiệm rất thú vị. Nam Bộ dự báo chiều và chiều tối chủ nhật sẽ có mưa rào, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, tập trung ở khu vực miền Tây, vì thế ít xảy ra tình trạng ngập úng khu đô thị. Xu hướng mưa giảm nhưng trong cơn dông vẫn cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trước đó, sáng đến trưa trời có nắng, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ, Cà Mau là 31-34 độ. 3 ngày tới, chỉ duy nhất thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh là trời tạnh ráo hoàn toàn. Các ngày còn lại, mưa xuất hiện về chiều tối, sẽ khó trải nghiệm du lịch bằng xe buýt trên sông. Tuyến xe buýt trên sông sẽ phục vụ người dân vào các khung giờ 17 giờ, 18 giờ, 19 giờ và 20 giờ. Riêng 2 ngày cuối tuần sẽ mở thêm chuyến 21 giờ. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.